Phần 6. Giáo giới. Tại Rajagaha Veluvana, tôn giả Kassapa đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với tôn giả Maha Kassapa đang ngồi một bên: Này Kassapa, hãy giáo giới tỷ kheo. Này Kassapa, hãy nói pháp thoại cho các tỷ kheo. Này Kassapa, ta hoặc ông phải giáo giới các tỷ kheo, ông hoặc ta phải nói pháp thoại cho các tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng tỷ kheo hiện tại, họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhẫn, họ không kính trọng lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, ở đây con thấy tỷ kheo Banda, đệ tử của Ananda, và tỷ kheo Abhinikita, đệ tử của Anuruddha, hai vị ấy nói với nhau: Hãy đến, này tỷ kheo, ai sẽ nói nhiều hơn, ai sẽ nói tốt đẹp hơn, ai sẽ nói dài hơn? Rồi Thế Tôn gọi một tỷ kheo: Hãy đến, này tỷ kheo, hãy nhân danh ta nói với tỷ kheo Banda, đệ tử của Ananda, và tỷ kheo Abhichika, đệ tử của Anuruddha. Bậc đạo sư gọi chư tôn giả: Thưa dân, bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn đi đến các tỷ kheo kia. Sau khi đến nói với họ: Bậc đạo sư gọi chư tôn giả: Thưa dân hiền giả, các tỷ kheo kia dân đáp tỷ kheo ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỷ kheo ấy đang ngồi một bên: Có thật chăng, này các tỷ kheo, các ông nói với nhau như sao? Hãy đến, này tỷ kheo, ai là người sẽ nói nhiều hơn, ai là người sẽ nói tốt đẹp hơn, ai là người sẽ nói dài hơn? Thưa dân, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông có biết là ta đã thuyết pháp như vậy? Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy cùng nhau nói như sao? Hãy đến, này tỷ kheo, ai là người sẽ nói nhiều hơn, ai là người sẽ nói tốt đẹp hơn, ai là người sẽ nói dài hơn chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, nếu các ông được biết là ta không có giảng như vậy, thời vì sao? Này các người ngu kia, do biết cái gì, thấy cái gì, các ông đã xuất gia trong pháp và luật khéo giảng này, các ông lại nói với nhau: Hãy đến, này tỷ kheo, ai sẽ là người nói nhiều hơn, ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn, ai sẽ là người nói dài hơn? Như vậy rồi các tỷ kheo ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con đã phạm tội ngu đần như vậy, si mê như vậy, bất thiện như vậy, vì rằng chúng con đã xuất gia trong pháp và luật khéo nói như vậy. Chúng con lại nói với nhau: Hãy đến, này tỷ kheo, ai sẽ là người nói nhiều hơn, ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn, ai sẽ là người nói dài hơn? Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận tội lỗi ấy của chúng con là tội lỗi, để chúng con ngăn ngừa trong tương lai. Thật sự này các tỷ kheo, các ông đã phạm tội ngu đần như vậy, si mê như vậy, bất thiện như vậy, vì rằng các ông đã xuất gia trong pháp và luật khéo nói này. Các ông đã nói với nhau: Hãy đến, này tỷ kheo, ai sẽ là người nói nhiều hơn, ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn, ai sẽ là người nói dài hơn? Và vì rằng, này các tỷ kheo, các ông đã thấy tội lỗi là tội lỗi, như pháp sám hối, chúng ta chấp nhận tội lỗi ấy cho các ông. Này các tỷ kheo, như vậy luật của bậc thánh được tăng trưởng. Khi nào có người sao khi thấy tội lỗi là tội lỗi, như pháp sám hối để ngăn ngừa trong tương lai? Phần 7. Giáo giới. Trú ở Rajagaha Dương Xá, tại Veluvana Trúc Lâm. Rồi tôn giả Maha Kassapa đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với tôn giả Maha Kassapa đang ngồi một bên: Này Kassapa, hãy giáo giới các tỷ kheo.
hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo. Ta hay ông hãy giáo giới các tỷ kheo, ông hay ta hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng tỷ kheo hiện tại, họ ở trong tình trạng khó nói với họ, họ không kham nhẫn, họ không kính trọng lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, với ai không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết thẹn đối với thiện pháp, không có biết sợ đối với thiện pháp, không có tinh tấn đối với thiện pháp, không có trí tuệ đối với thiện pháp, đối với người ấy, dù là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với các thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. Ví như mặt trăng, Bạch Thế Tôn, trong thời kỳ tối trời, dù là đêm hay là ngày, hình sắc tổn giảm dần, hình tròn tổn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, đường quỹ đạo nó đi tổn giảm dần. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, đối với ai không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết thẹn đối với thiện pháp, không biết sợ đối với thiện pháp, không có tinh tấn đối với thiện pháp, không có trí tuệ đối với thiện pháp, với người ấy, dù là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với các thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. Người không có lòng tin, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người không biết thẹn, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người không biết sợ, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người lười biếng, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người ác trí tuệ, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người phẫn nộ, người sân hận, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Nếu vị tỷ kheo không có giáo giới, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Với ai, Bạch Thế Tôn, có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn đối với thiện pháp, có biết sợ đối với thiện pháp, có tinh tấn đối với thiện pháp, có trí tuệ đối với thiện pháp, với vị ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải sự tổn giảm. Ví như mặt trăng, Bạch Thế Tôn, trong thời kỳ sáng trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tăng trưởng dần, hình tròn tăng trưởng dần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỹ đạo nó đi tăng trưởng dần. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, với ai có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn, có biết sợ, có tinh tấn, có trí tuệ đối với thiện pháp, với vị ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là tổn giảm. Người có lòng tin, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người có biết thẹn, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người có biết sợ, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người tinh cần, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người không phẫn nộ, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người không sân hận, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Có những tỷ kheo giáo giới, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Lành thai, lành thai, này Kassapa, với ai, này Kassapa, không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết thẹn, không có biết sợ, không có tinh tấn, không có trí tuệ đối với thiện pháp, với người ấy, dù là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm trong thiện pháp, không phải là tăng trưởng. Ví như mặt trăng, này Kassapa, trong thời kỳ tối trời, dù là đêm hay là ngày, hình sắc tổn giảm dần, hình tròn tổn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, quỹ đạo nó đi tổn giảm dần. Cũng vậy, này Kassapa, với ai không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết thẹn, không có biết sợ, không có tinh tấn, không có trí tuệ đối với thiện pháp, với người ấy, dù là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. Người không có lòng tin, này Kassapa, tức có nghĩa là tổn giảm. Người không biết thẹn,
người không biết sợ, người biếng nhác, người ác trí tuệ, người phẫn nộ, người sân hận. Này Kassapa, tức có nghĩa là tổn giảm, không có tỷ kheo giáo giới. Này Kassapa, tức có nghĩa là tổn giảm. Với ai? Này Kassapa, có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn, có biết sợ, có tinh tấn, có trí tuệ đối với thiện pháp, với người ấy, dù là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là tổn giảm. Ví như mặt trăng, này Kassapa, trong thời kỳ sáng trời, dù là đêm hay ngày, hình sắc tăng trưởng dần, hình tròn tăng trưởng dần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỹ đạo nó đi tăng trưởng dần. Cũng vậy, này Kassapa, ai có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn, có biết sợ, có tinh tấn, có trí tuệ, là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, với người ấy, dù là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là sự tổn giảm. Người có lòng tin, này Kassapa, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người biết thẹn, người biết sợ, người tinh tấn, người có trí tuệ, người không phẫn nộ, người không sân hận, này Kassapa, tức có nghĩa là không tổn giảm. Có tỷ kheo giáo giới, này Kassapa, tức có nghĩa là không tổn giảm. Phần 8. Giáo giới. Ở Rajagaha, Dương Xá, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, rồi Tôn giả Maha Kassapa đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Maha Kassapa đang ngồi một bên: Hãy giáo giới tỷ kheo, này Kassapa. Hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, này Kassapa. Ta hay ông, này Kassapa, phải giáo giới các tỷ kheo. Ông hay ta, này Kassapa, hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng tỷ kheo hiện tại, họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhẫn, họ không kính trọng lời giáo giới. Này Kassapa, thuở xưa các trưởng lão tỷ kheo là những vị ở rừng như vậy và tán thán ở rừng, là những vị đi khất thực và tán thán hạnh khất thực, là những vị mang y phấn tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo, là những vị mang ba y và tán thán hạnh mang ba y, là những vị thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, là những vị tri túc và tán thán hạnh tri túc, là những vị viễn ly và tán thán hạnh viễn ly, là những vị không giao thiệp và tán thán hạnh không giao thiệp, là những vị tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Ở đây, vị tỷ kheo nào sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng, đi khất thực và tán thán hạnh khất thực, mang y phấn tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo, mang ba y và tán thán hạnh mang ba y, sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, sống tri túc và tán thán hạnh tri túc, sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly, sống không giao thiệp và tán thán hạnh không giao thiệp, sống tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Vị tỷ kheo ấy được các vị trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: Hãy đến, này tỷ kheo. Tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Vị tỷ kheo này thật là muốn học. Vị tỷ kheo này, hãy đến tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này. Ở đây, này Kassapa, các tân tỷ kheo suy nghĩ như sau: Tỷ kheo nào sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng, đi khất thực, mang y phấn tảo, mang ba y, thiểu dục, tri túc, sống viễn ly, sống không giao thiệp, tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. Tỷ kheo ấy được các trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: Hãy đến, này tỷ kheo. Tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Tỷ kheo này thật là muốn học. Tỷ kheo này, hãy đến tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này. Các vị ấy thực hành đúng như vậy, và như vậy các vị ấy được hạnh phúc, được an lạc trong một thời gian dài. Nhưng này Kassapa,
các trưởng lão tỷ kheo không sống ở rừng và không tán thán hạnh sống ở rừng, không đi khất thực và không tán thán hạnh khất thực, không mang y phấn tạo và không tán thán hạnh mang y phấn tạo, không mang ba y và không tán thán hạnh mang ba y, không thiểu dục và không tán thán hạnh thiểu dục, không tri túc và không tán thán hạnh tri túc, không sống viễn ly và không tán thán hạnh viễn ly, không sống không giao thiệp và không tán thán hạnh không giao thiệp, không tinh cần và không tán thán hạnh tinh cần. Ở đây, tỷ kheo nào được nhiều người biết, có danh tiếng, nhận được các loại y áo, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, tỷ kheo ấy được các vị trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: "Hãy đến tỷ kheo. Tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Tỷ kheo này thật là muốn sống phạm hạnh. Tỷ kheo này, hãy đến. Này tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này. Ở đây, này Kassapa, các tân tỷ kheo suy nghĩ như sau: tỷ kheo nào được nhiều người biết, có danh tiếng, nhận được các loại y áo, ẩm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, tỷ kheo ấy được các trưởng lão tỷ kheo mời ngồi và nói: Hãy đến tỷ kheo. Tỷ kheo này tên gì? Thật là hiền thiện. Tỷ kheo này thật là muốn sống phạm hạnh. Tỷ kheo này, hãy đến. Này tỷ kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này. Các vị ấy thực hành đúng như vậy, và như vậy các vị ấy không được hạnh phúc, bị khổ đau trong thời gian dài. Này Kassapa, ai nói một cách chơn chánh như sau: người sống phạm hạnh phải chịu đựng những hiểm nạn của phạm hạnh, người sống phạm hạnh phải bị bức não bởi những áp bức của phạm hạnh. Nói như vậy, này Kassapa, là nói một cách chơn chánh. Người sống phạm hạnh phải chịu đựng những hiểm nạn của phạm hạnh, người sống phạm hạnh phải bị bức não bởi những áp bức của phạm hạnh. Phần 9. Thiền và thắng trí. Trú ở Savatthi. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, Kassapa cũng ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, Kassapa cũng diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, Kassapa cũng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, Kassapa cũng xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với vị tưởng, ta nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, Kassapa cũng vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng,
chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi không biên vô xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, các sa ba cũng vượt lên mọi không biên vô xứ, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, các sa ba cũng vượt lên mọi thức vô biên xứ, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, các sa ba cũng chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Tùy theo mong muốn, các sa ba cũng chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta chứng đạt các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên, đi ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, các sa ba cũng chứng đạt được các loại thần thông, bay đến cõi Phạm Thiên. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, các sa ba cũng với thiên nhĩ thanh tịnh, xa và gần. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, ta có thể biết như sau: tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm có si biết là tâm có si, tâm không si biết là tâm không si, tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú biết là tâm không chuyên chú. Đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, các sa ba cũng được biết như sau: tâm có tham biết là có tâm tham, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo,
Kassapa cũng nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời và các chi tiết. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, ta với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy các chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh ấy làm những ác hạnh về thân, lời, ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Tùy theo mong muốn, này các tỷ kheo, Kassapa cũng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết các chúng sanh đều do hạnh nghiệp của họ. Và ta, này các tỷ kheo, với sự đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta chứng ngộ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chứng đạt và an trú. Này các tỷ kheo, Kassapa cũng với đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chứng đạt và an trú. Chứng đạt và an trú. Chứng đạt và an trú.